hôm nay anh cũng mới đi xếp đồ vậy mà không thì hôm giờ thì bán cô cũng được nhiều thì cũng chắc chắn hết thì cái tiền này của Tân mua là cái phần quà quà 25 kg gạo với lại một sữa cho bé thôi. À, cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đó là cô Kim á gửi Tân 400 nhưng mà cho bé này 200 đô với lại một anh giấu tên ở bên Mỹ luôn mà gửi cho Tân 100 đó. Thì hôm đó hôm nay là tổng cộng là của bé đó là 300 đô với lại của một cô Phương Nguyễn hay là cái gì Nguyễn là Tân cũng quên là có mới gửi hôm Tân mới nhận nó 100 đó thì hôm nay Tân sẽ trích ra 50 đô để cho bé nó nha. Thì còn lại 200 đô với lại của cô Phương Nguyễn một 50 đô nữa là Tân sẽ giữ đây mà mốt trường hợp nào mà khó khăn ấy thì Tân giúp sang mà con. Thì bữa nay là tổng cộng số tiền của bé là 9.650.000 giờ Tân cho Tân trao cho bé nha. Sao rồi con bệnh sao khỏe chưa? Con mới đi ship đồ nha, sẵn ghé qua trở chuyện với con đi. Gửi 25 kg gạo với lại bình sữa cho bé còn cái tiền của Mạnh Thường Quân cảm ơn tất cả
Dạ con nói đi. Thì hôm nay Tân cũng vậy đó nha bà con, thì Tân cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã hảo tâm đã gửi cái số tiền này tới cho bé. Cũng trợ phần nào cho bé. Bé mấy số hôm nay thì hôm nay là Tân cũng kết thúc cái clip của bé nha. Thì cái trường hợp mai mốt mà có ai khó khăn nữa thì bà con điện thoại cho Tân để Tân có việc Tân tới Tân giúp người ta nha. Tại Tân cũng còn giữ tiền đây. Rồi bây giờ thì mình đi vô chợ Bình Điền thôi bà con. Rồi giờ đi mua đồ nha bà con. Qua dẫn bà xã đi mua một bữa dư đồ quá trời luôn. Có hai cái cua xây mua ra 6kg luôn, 4kg. 4kg xong rồi tìm không gặp hồi cái đi mua cái khác. Xong rồi cua xây mà nhìn ra cua thịt mua thêm 2kg nó đem về nhà ăn luôn. Bữa nay cho ở nhà rồi. Hôm nay mua đồ ít rồi. Đó mấy con ký, đó đẹp quá. Đó mấy con, 4 con rồi. Này là gì, mấy con? Cái này 4 kg thì 3 con. Chẳng được không? Trời em bán cho ta năm 2 ngàn đó. Năm 2 rồi. Em mua. Để giờ vô em bán năm 2 ngàn nó xạo đâu. Cái trong đó là nhiều. Trong đó. Cái trong này em bán em 1 cái ngàn. Nhiều. Trăm 70 ngàn. Bao nhỏ. Mua này cho chị kia 3 kg. Rồi quen rồi, nó không có thách đâu bà con ơi, mua mối rồi. Kêu nó bớt cũng không bớt. Mua 4-5 cầu. Lựa luôn. Trăm 70 ngàn. Mực này đẹp rồi, mực Phú Quốc rồi. Này 4-5 con phải không? Này 4-5 con phải không? 3 kg à? 3 kg đủ à? 3 kg thì đủ rồi đó. Rồi. Cũng quăng dư quá, họ bỏ ra nữa. Cái đó là không bớt nữa đâu. Ba ký nữa. Ta sẽ ít thì ít. Ta sẽ ít thì lấy ít thôi. Nó trắng trắng rồi. 3 kg là đủ rồi. 3 kg rồi đó, thấy chồng rồi này 4 con. Cái này 21 cái kia 17 ngàn. 4 con 21 ngàn. Nay mua ít tranh thủ rồi con. Qua mua tục hai da đi. Mua để trước cho nó không có bị mất ký rồi bà con. Để mua mà căng liền nó mất ký lắm mà mực nè. Mua xong rồi tới chừng nào gần về cái mình gom luôn. Nay nhiêu à? Nhiêu. Các bạn nói nhiêu? Trăm 30 là 130. Trong này cũng vậy luôn hả?
có và hiểu này cái bự này bự cái bụng bự quá 35 bụng bự vậy hao về bụng bự quá bóc vô mấy con bụng bự không nhiều lắm nó bụng bự rồi lấy cái này đi nó rẻ hơn 5.000 đại đi nè 5kg bỏ đại mới có mấy con rồi để đại đi ẩu rồi giùm ngon ngon hả tính rẻ 130.000 nha bà con bữa nay 130 bụng bự quá trời rồi bụng nhỏ nhỏ thôi này 20 con hả hai mấy con 25 con hả đó giá nhiều mới ngọt ngọt vậy là nhiêu hả 150 hả tin sống vậy là bữa nay nhiêu 180 tôm này lúc này là rẻ đó lúc này là rẻ đúng không 180 lúc này rẻ à mấy con 25 con hả? 34 con. Quay hỏi giá rồi cho bữa nay không có xài mà con. Tại quen lại hỏi giá. Mới không. Mình mua về nhà mình ăn á là mình mua mấy con tôm mới vớt ra về thì bà con nó rẻ hơn mấy chục ngàn. 150 vẫn bán 140. Nói vậy cho mình cha bán có 140 rồi. Thôi đi mực nhưng mà nó đen thầu lùi rồi vừa quay cũng vừa chia sẻ cho bà con mình luôn nha nếu mà ai có tới chợ mình mua thì cũng biết đường mua giống không có giấu giếm gì ai thì mình có đi mua đầu cá bóp rồi đó lại dân số em là ngay đường giữa chợ á thì thẳng vô chỗ Tâm Hai Nhung á giữa chợ nhà lòng ép nha trong đây thì bán lẻ người ta làm hết luôn tầng quay tầng không có dấu giếm gì hết trơn đó bà con nào có tới mua thì mua bình thường còn không tới được thì nhờ tân mua hồi trước giờ quay chia sẻ cũng một năm mấy rồi tân mới đi mua đồ theo yêu cầu của bà con mình đó thì mới đi mua đồ thôi chứ hồi trước cũng quay chia sẻ không mà không có mua đồ cho ai đâu ba con ơi bạn ơi xài gì bạn nó xài cá nhỏ không anh cá nhỏ nè cá này là 2 kg mấy em 2 kg 6 2 kg 7 nè cái này là bán 125.000 cái này là một con còn như vậy ba bốn ký còn 4 kg 1 kg mấy đấy 4 kg bắt nhỏ nhất đi nhỏ nhất kia một con hai con một con chút xíu nữa anh làm giùm em con khứa giùm con cá bông lau được không? Được, ok. Xíu em đem lại. Lấy em 2 cái đầu ngon. Rồi, nay nhiêu đó. Lúc này cá Quỳnh Đế ngày nào cũng có vô mùa rồi. Ai muốn ăn cá Quỳnh Đế là lúc này ngày nào cũng có nha bà con. Đây là bán đồ ngon nè. Đây cá Quỳnh Đế nè. Quỳnh đế mình nói hoàng đế vậy vui ha hoàng đế nè bóp nè chim nè cái hồi đuối luôn ghê không cái dựa bán đồ nữa không bá đạo thiệt chứ cá đuối luôn cá bò ra coi ngon không đây có bán cá chép dầu rồi cá trình suối nhà này chắc hết chim này có giá 130 bà con chim sống luôn chim này 330 chim vàng chim trắng gì luôn
nhiều loài chim quá, mà chim này lâu lâu mới có. Nhầm người đâu, nhầm bữa đặt cái không có quay gì đó, đồ biển mà nó hên xui à. Mấy con mà nó còn dễ dãy trắng trắng vậy nè nó mới đẹp. Rồi bữa nay mua đồ ít à, bữa nay không có mua nhiều bà con ơi, mua có 5-6 người, người món ít 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 à, gán chạy cho người ta rồi sáng về thăm bé bán vé số, chào tiền cho bé nữa. Rồi đuối này đuối đẹp nè. Đẹp đó giá nhiều à? 90 hả? Ủa tỏi bữa nay mắc quá trời mắc rồi con ơi. Lại chỗ quen hết rồi. Anh, bữa nay rẻ nè anh. Anh. Nào con luôn. 60. Là giá còn nhiều. Dạ. Hấp tỏi nó bán ra vô. Bự quá vậy con. Ha. Nhiêu hả anh? Tỏi nhiêu hả? 200 đó bộ. 203 lần hả? Cao dữ vậy. Giá giờ bán 204. Bớt nữa không? Trai ơi. 203. Lấy 220 được không? Mua mua 220. Còn ổn. Hóc tỏi. Sao quá đi vòng quá. Dạ. 220 đem lấy 2 kg vậy anh. Nay cao quá. Tại xíu đi. Đi vòng qua bằng giá là mua giùm cho. Cái gì vậy? Không lấy gì đâu. Rồi cái con nhím biển nè, con nhum á bà con. Hổm có nhiều người hỏi quá, bữa nay thấy ở đây có bán nè. Rồi gai, gai quá trời luôn. Con này bán 60.000 ký. Không biết con này làm gian, thấy trên mạng người ta tắt. Nó gọt. Không biết làm gian nữa, chưa có từng ăn bao giờ nên không biết. Này thấy có bán nè. Có mà mỗi mốt quay cái thấy đặt mùa cái không thấy có bán à. Rồi đi. Chợ bán 204 không á? Đó tính cho ông bạn 220 luôn, bán đợi rồi. Trời nhiều quá, người ta vẫn có 2 kg à. 3 kg không có lấy hết đâu nha. Tại đồ mắc mấy trăm ngàn là nó trên lệch nhiều quá, mua không được. Thử rồi. Tỏi nào anh? Cái này là 3 kg. Thôi. Được 2 kg lấy mấy ốc bự bự đi. Mập mập á. 220. À, lấy hết cho cái đó. Giờ ta xài cái đó tại nó chênh lệch nhiều quá. Ngồi buồn vậy anh trai. Ngủ quá. Ngủ quá, quá ế quá hả? Ủa này sầu mai quá trời luôn, sầu mai này nhiêu anh? 60.000. Lựa này mắc không? Lựa này mắc không? 200 hả? Lựa sồ à? Này ghẻ. Rồi rồi, để đi. Còn nó 25 con kiếm mà sồ lớn quá. Ừ. Còn này nó chỉ có 15 con, 14 con thôi. Ghê, bự ghê. 80.000, chà bá lửa luôn. Cỡ này nên nướng ăn mới đã chứ. Thịt nhiều. Này đều con luôn nè, lựa đều con luôn. Mấy bữa mua cái kia nó nhỏ hơn. Giá 70.000, cái này nó bự.
chín le được không? Vậy chín hai cái giữ à. Xà lô bữa nay xà lô còn quá 200 nha bà con. Ốc giác mà. Ốc này làm gỏi ăn hả? Xào sa tế cũng được hả? Rồi tới mùa mưa là bắt đầu vô mùa cá lăng sông nha bà con. Cá lăng này cũng gầy có lại rồi nè. Nó chỉ có mấy cái mùa mưa thôi à. Cá này cá Đồng Nai về nha. Cá miền Tây đã không còn bự nữa. Cá miền Tây bán bên kia cá Long An rồi đó. Long An, Đồng Tháp rồi đó. Bên đây là bán cá Đồng Nai nè. Cá sông Đồng Nai Dị An rồi dài chảnh đó. Cá này bấy nhiêu? Trăm mấy. Thì hôm nay Tân cũng nói mấy cái lý do mà Tân không còn quay cái chợ sổ cho bà con mình xem nữa. Là tại vì cái chợ sổ nó sợ buổi sáng đó bà con. Cặp về dài đường ngoài sân chợ này, dài xuống sóng muôn nè. Buổi sáng Tân càng nó sổ rất là rẻ luôn. Nhưng mà bây giờ Tân không còn quay nữa là lý do. Ví dụ mà Tân quay lên thì bà con đặt cái giá rẻ đó, Tân không thể nào mua được cho bà con. Với lại sổ thì Tân mua bán ít nhất cũng phải 5kg đó lên Tân mới bán. Thì nếu mà ai có xài số lượng nhiều thì canh buổi sáng nhà, chợ sổ thì nó rẻ hơn vài chục ngàn ký. Thì Tân cũng chia sẻ cho bà con mình đó là khoảng năm mấy trước á, là Tân chia sẻ con cá năm thì bà con xem theo dõi nhiều cũng biết rồi ha. Còn bây giờ Tân mua đồ thì phải tranh thủ mua, thì cũng đầu hôm là giá sỉ cho bà con mình rồi. Thì cái chợ Bình Điền thì lúc nào mặt hàng nào cũng có sổ hết trơn bà con. Thì mua ốc, mực hay là cá rau củ gì, thịt heo gì cũng có sổ hết trơn nha. Nhưng cũng tùy theo ngày và tùy mặt hàng nữa. Mà thì Tân nói vậy là lý do Tân không còn quay cái chợ sổ như lúc trước nữa. Lúc trước là Tân còn đi làm dựa đó, thì sáng rảnh nè, còn đi làm tại tới 7 giờ mới về. Thì lúc đó sẽ có người ta sổ đồ nhiều lắm, Tân mới quay được. Còn ai muốn mua chợ sổ thì mình đi dắt sáng vậy đó. Còn mua ghẹ thì dạng như ở đây ngay vừa xá quá nè, bán rất là nhiều. Nếu bà con nào muốn mua ghẹ sống ghẹ ngọt gì á thì tới đây mua, Tân không có lãnh mua ghẹ nữa nha. Đây mua ghẹ không có biết lựa, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vô mua cũng hơi khó khăn, ký 2kg. Bà con lãnh ký 2kg mua khó khăn lắm, không biết lựa. Về ăn ốp cái người ta nói là thấy buồn liền nên không có lãnh mua nữa đó. Rồi nói chung là vậy. Ở đây ghẹ rất nhiều, chỗ xá muôn xá quá nè, Tân chỉ quay review cho bà con mình biết mình xài thôi nha. Thì ai có đi đó thì xá muôn là bán tôm bán đồ sổ, ở đây phải đi trước 5 giờ tới 4 giờ bắt đầu người ta bán sổ rồi đó. Người ta bán mực nữa chưa?